Been waiting on that sunshine, boy. I think I need that back. Can't do it like that. No one else gonna get it like that. So I argue, you yell. Would you take me back? Who cares when it feels like crack? Okay, vậy là mình sẽ quay trở lại với các bạn về một clip chia sẻ về kinh nghiệm của mình trong vấn đề tạo kiểu. Thì mấy người đấy đơn giản là trong mùa đông thì các sản phẩm có hơi nước nó sẽ dễ bị bốc hơi hơn, và điều này sẽ dẫn đến tình trạng mà sản phẩm trở nên khô rít. Cho nên nhiều bạn sẽ thấy hơi ngại khi apply sản phẩm và cũng có thể là chưa biết cách để sử dụng sản phẩm thế nào để cho giữ nguyên hiệu năng và lại giảm độ rít như mùa hè các bạn sử dụng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình về vấn đề này. Ok, vậy là mình sẽ đi vào cách thứ nhất của mình. Đó là để khi mà dùng một sản phẩm có độ rít cao, các bạn nên dùng sản phẩm khi nó ẩm. Đối với sản phẩm có thể hoặc là theo hướng dẫn sử dụng của nó có thể dùng ẩm được. Ví dụ như sản phẩm Made Face mình dùng ở đây, mình sẽ dùng apply sản phẩm này ẩm. Cách thứ hai, chú ý khi trải không dùng lò răng bẻ. Các bạn nên dùng lò răng to vì sản phẩm có độ rít đã cao rồi. Bạn nên dùng lò răng to để giãn khoảng cách của răng lược ra, khiến nó chạm ít vào tóc hơn và ít tạo ra ma sát, khiến nó độ rít nó cao hơn nữa. Ok, vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu để sản phẩm khô theo cách bạn sử dụng hay là hoạt động hàng ngày. Ok, và đây sẽ là điều kiện của tóc bạn khi mà bạn đều khô tự nhiên trong thời gian từ 4 đến 5 tiếng hoặc tới tác động của máy sấy. Đây là tùy bạn chọn. Đây là form đồ mẫu. Bây giờ mình sẽ thử tác động của ngoại lực đầu tiên. Đây là mũ bảo hiểm, một cái vấn nạn ở đây gần như là to lớn nhất đối với mọi người. Ok, về lấy xe ngoại lực thứ hai, gió. Ngoại lực thứ ba, các vật thể. Thứ cuối cùng, các ngoại lực mạnh mà không sao mạnh khái định được. Mà các bạn không thể biết trước được gì sẽ xảy ra với ngoại lực không biết từ đâu đến. Và khi này, đối với Memphis là một sản phẩm cung cấp một cái form hold khá là cứng theo đúng tính chất, đó là không ảnh hưởng nhiều vào ngoại lực. Thì khi tóc bạn như này bạn sẽ làm thế nào? Nếu rịt ra một cách thông thường, bạn hãy gặp trở ngại khá lớn. Đây sẽ là cách thứ ba mình gợi ý các bạn khi sử dụng sản phẩm rít cao. Hãy dùng tonic để restyle. Vậy là đây là thành quả sau khi restyle với sự hỗ trợ của tonic. Nếu bạn thấy clip hay, hãy like và share. Và đừng quên subscribe channel của mình để đón chờ tiếp theo.